Hello các bạn, lâu rồi không nói chuyện các bạn ha. Trời ơi, mình bận quá trời luôn. Hồi cuối tháng 8 mình vợ chồng mình có đi đi bên Vegas một lần nữa. Thì bữa đó cũng có đi, cũng có đem theo camera luôn, nhưng mà đem theo camera quay được ngày 1, ngày 2, ngày đầu tiên với ngày thứ hai, xong rồi cái mình thấy là cũng có nhiêu đó à. Tại vì mới đi Vegas cách đây có 1 tháng, bây giờ đi nữa thì thành ra là không còn gì để giống như không còn gì để quay mà cũng không còn gì để chia sẻ mới lại cho các bạn, cho nên cuối cùng là mình để cái camera trong khách sạn luôn. Vợ chồng mình đi Vegas có công chuyện làm ăn các bạn, thì không có cái gì, nói chung là cũng không có gì mới mẻ để chia sẻ các bạn, cho nên cuối cùng cái chuyến Vegas hồi cuối tháng 8 vừa rồi mình đi đó cũng không có quay gì chia sẻ với các bạn luôn. Xong rồi quay về Canada lại thì tháng 9 là tụi nhỏ đi học rồi. Tụi nhỏ đi học, con bữa nó bắt đầu nó vô học mẫu giáo. Thằng Hấu thì bây giờ vô học lớp 1 rồi các bạn, cho nên cũng khá là busy. Tại vì cái lịch trình hàng ngày nó đã khác rồi, tại vì buổi sáng bây giờ phải đưa con đi học, xong buổi chiều phải đi rước con về rồi. Còn hồi hè thì tụi nó ở nhà thì mình cũng rảnh tay rảnh chân hơn một tí. Cho nên nguyên tháng 9 vừa rồi mình cũng không có nói chuyện được với các bạn luôn. Mà hồi tháng 9 thì thời tiết nó thay đổi, các bạn cũng đã thấy rồi. Canada bước vô mùa thu rồi, mình mặc áo jacket rồi. Cho nên rất là nhiều người bị bệnh, với lại tụi nhỏ nó đi học xong nó vô lớp nó cũng bị bạn bè nó lây bệnh cho nhau, xong rồi nó về nhà nó lây bệnh cho mọi người trong nhà luôn. Mình cũng bị bệnh, xong rồi vợ mình cũng bị bệnh, nói chung là ai cũng bị bệnh hết. Có khi là bị Covid mà mình cũng không biết được luôn các bạn. Nói chung là cũng đau cổ, cũng ho, cũng sổ mũi rồi này kia, nhưng mà cũng đã qua hết rồi. Thì nói chung là vậy. Hôm nay là thứ sáu, hôm nay thứ sáu ngày 13 luôn, thứ sáu ngày 13 tháng 10. Các bạn đi ngang cái chỗ này thấy các bạn có thể thấy lá cây nó cũng đổi màu rất là nhiều rồi. Thì trời cũng lạnh rồi. Ban ngày bây giờ là 9 giờ sáng, là 9 độ C rồi. Thì nói chung là đi đá banh thì mình cũng đi đá đều đều các bạn, mỗi mỗi tuần đi đá 2 trận, mỗi tuần đi 2 trận, có những cái hôm mà đột xuất thì tuần đi đá 3 trận. Giày đá banh thì cũng không ra mẫu 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 nào mới, chỉ ra một mẫu mới duy nhất là của Adidas Copa, hình như là Copa gì đó mình quên tên rồi, nhưng mà mình mới có về. Thì cái video tiếp theo chắc là mình sẽ review cái đôi giày đó nha. Thì nó ra một cái dòng mới có vẻ là hay ho hơn là cái dòng Copa cũ, thì mình có lấy về mình trải nghiệm thử. Mình chưa mở hộp luôn, thì video sau mình sẽ chia sẻ với các bạn. Thì các bạn cũng biết rồi, gần đây thì tình hình thế giới là chiến tranh ở bên Trung Đông, bên Israel đối đầu với lại quân đội Hamas, thì mấy cái đó các bạn có thể đọc thông tin cho thế giới cũng có thể nắm được rồi. Nhưng mà cái video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn về một cái vấn đề ở trong nội bộ Canada, đặc biệt là trong nội bộ của tỉnh Ontario. Mà có lẽ nếu mà các bạn ở Việt Nam, hay là các bạn, tại vì tin nội bộ cho nên có nhiều người có thể là không quan tâm luôn. Nó liên quan tới ông thủ hiến Ontario, ông Doug Ford, với lại liên quan tới cái chính sách, gọi là cái chính sách liên quan tới The Green Belt, tức là cái vành đai xanh. Bây giờ mình đang trên đường đi mua cà phê, đi mua cà phê xong đi làm, thì tí nữa mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái vấn đề đó. Nói chung là bước qua cái thời điểm giao mùa này mình rất là thích các bạn. Mình bước ra ngoài mình hít cái không khí buổi sáng đó, nó fresh mà nó lạnh lạnh á, mình rất là thích cái không khí này. Nó giống như là Đà Lạt ngày xưa thôi, còn Đà Lạt bây giờ thì không biết như thế nào, Đà Lạt ngày xưa thôi. Với lại cái không khí lạnh này nó rất là tốt các bạn, đừng có nghĩ là nó không tốt. Tại vì sao? Là ngày xưa đó, lúc mà thằng Hấu nó còn nhỏ đó, nó bị bệnh liên quan tới đường hô hấp, bị vấn đề liên quan tới hô hấp. Thì lúc mà đi bác sĩ nói là cái airway của nó, tức là cái đường đường thở của nó bị sưng lên, tức là hai cái vành, tức là hai cái thành ở trong cái đường thở của nó bị sưng lên, cho nên nó khó thở, buổi đêm nó khó thở. Thì đi bác sĩ mới nói là bây giờ là mùa đông, tại thời điểm đó là mùa đông, bây giờ là mùa đông, thỉnh thoảng mày cho con mày đi ra ngoài để hít thở cái không khí lạnh thì nó sẽ giúp làm cho cái airway nó bớt sưng đi, thì thành ra nó thằng nhỏ nó dễ thở hơn. Thì các bạn biết lúc đó mình đi bác sĩ ha, hai cha con đi bác sĩ, thì mình chở nó chỗ bác sĩ đi về đó, thì nó ngồi phía sau. Cứ mỗi lần mà tới đèn xanh đèn đỏ mà dừng lại đó là mình mở cái cửa sổ phía sau ra cho cái không khí lạnh cho nó hít vô,
cho nó thở cái không khí lạnh nó vô, cho nó giúp cho cái đường 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 airway của nó để nó bớt sưng đi. À, thì đương nhiên lúc mà mình xe mình chạy á thì đương nhiên là mình phải đóng lại, tại vì gió vô thì nhiều khi nó quá lạnh. Nhưng mà lúc mà xe mình dừng lại đó thì mình mở cửa sổ phía sau ra cho nó hít thở không khí đó, xong rồi lúc mà mình về nhà đó thì mình ẵm nó đi ra ngoài đường, mặc đồ ấm cho nó, ẵm đi ra ngoài đường cho nó hít cái không khí lạnh vô cho nó. Oh wow, ở đây có chiếc máy bay to rồi, to luôn. Thì nó cái hít không khí lạnh vô thì bác sĩ nói là cái đó là tốt cho nó. Thì mình cứ vậy mà mình làm thôi. Mình hỏi bác sĩ là cho con tôi ra ngoài nó hít thở không khí bao nhiêu lâu, 5-10 phút hay sao. Thì bác sĩ nói cho nó ra ngoài 15-20 phút luôn. Thì mặc đồ ấm cho nó, cứ mỗi ngày mặc đồ ấm cho nó, xong rồi cho nó ra ngoài đi bộ đi tới đi lui cho nó hít thở không khí lạnh vô. Như vậy mà nó tốt cho cái airway của nó các bạn. Yeah. Cho nên mình rất là thích không khí này, rất là thích cái không khí này luôn. Rất là cảm giác rất là fresh mà rất là hít vô rất là sảng khoái các bạn. Yeah. Ok, bây giờ mình ghé mua Starbucks cái. Ok các bạn, xem tiền. Vẫn là một ly cà phê theo phong cách cà phê sữa đá Việt Nam. Ice triple espresso trong một cái ly lớn có nhiều đá. Có 2 pump hazelnut và 2 pump white mocha với lại một tí heavy cream. Thì ra một cái ly cà phê taste gần giống cà phê Việt Nam. Yeah. Cái mùa này mình thích nữa là có nhiều cái activity lắm các bạn, giống như là những cái ngày mà trước Christmas đó, có nhiều cái sự kiện, nhiều cái lễ hội lắm. Giống như sắp tới là có Halloween ha, là mọi người là chuẩn bị là đi mua đồ hóa trang cho tụi nhỏ, xong rồi nhà nào có con nít mà nó thích nữa thì mình mua một cái quả bí đỏ về, xong rồi mình cắt cái mặt hung dữ đó, xong rồi mình để cái nến ở trong, mình trang trí quả bí đỏ, xong rồi mặc đồ hóa trang, xong rồi đi mua kẹo để cho Halloween là có mấy đứa nó tới nhà nó xin kẹo thì mình cho nó, còn không là mình mặc đồ custom, mình mặc đồ hóa trang mình đi xin kẹo trong khu phố. Xong cái mùa này cũng là cái mùa mà mọi người bắt đầu rục rịch, bắt đầu là đi schedule để lên lịch đi thay mấy cái bánh xe mùa đông rồi, chuẩn bị mùa đông rồi. Nếu mà mình thay trễ hơn tí nữa là coi như là không có lịch luôn. Yeah. Xong rồi sắp tới là Christmas thì mọi người bắt đầu là bước vô đi mua sắm. Nói chung là những cái ngày mà trước Christmas đó các bạn, cái thời điểm mà trước Christmas mùa thu đó, mình rất là thích, có nhiều cái hoạt động, xong rồi có nhiều cái chuyện nó thú vị, nó hào hứng. Còn qua Christmas một cái là coi như là nói chung là mọi chuyện bắt đầu xìu xuống, không có cái gì hết, không còn cái gì hết. Phải tới tháng 4, tháng 5 bắt đầu vô mùa xuân đồ này kia đó thì không khí nó mới khởi sắc trở lại. Tại vì qua Christmas thì tháng 1, tháng 2 là những cái tháng mà tuyết nhiều nhất, mà cũng là những cái tháng mà lạnh nhất luôn. Vì mình ghé vô McDonald's mình mua cái bánh xong mình đi ra. Vô đây mua một cái chicken McNugget. Chicken McMuffin, sorry. Một cái chicken McMuffin. Ngày xưa mình hay ăn cái bacon and egg McMuffin, nhưng mà mình ăn egg, mình ăn trứng buổi sáng, hình như nó có một cái chất gì đó ăn trứng vô rất là dễ buồn ngủ. Yeah. Cho nên bây giờ mình đổ qua mình ăn cái chicken McMuffin. Một cái bánh này là 4 đồng mấy buổi sáng. Còn ly cà phê này 5 đồng buổi sáng, là coi như là buổi sáng xài gần 10 đồng rồi, một bữa ăn sáng. 10 đồng là bằng 170 mấy ngàn Việt Nam, 180 ngàn Việt Nam rồi. Tối nay là tối thứ 6, tối nay mình đi đá banh. Tối nay có thể là mình sẽ khui hộp review cái đôi giày Copa mà mình mới lấy về, Copa Pure, mình nhớ cái tên đó là Copa Pure 2 mà mình mới lấy về. Tối nay mình sẽ mở hộp, mình sẽ review cái đôi giày đó, nhưng mà cái đó sẽ dành cho video tiếp theo. Cái video ngày hôm nay mình sẽ nói về cái vụ scandal kia thôi. Ok các bạn, để mình nói sơ về cái vành đai xanh ở tỉnh Bang Ontario là gì ha. Thì nếu mà các bạn mà ở khu vực GTA á, mà các bạn lái xe trên đường highway 451 á, thỉnh thoảng các bạn sẽ có đi ngang qua những cái biển báo gọi là, nó ghi là entering the green belt. Thì cái vành đai xanh, the green belt ở tỉnh bang Ontario này, nó là một cái nó nôm na là một cái thảm thực vật. Nó rộng lắm các bạn, nó kéo dài từ ở dưới Niagara Falls, kéo ngược lên trên Peterborough, xong rồi kéo thẳng lên phía bắc, lên những cái hồ Lake Simcoe, Lake Huron, kéo lên thẳng trên Georgian Bay luôn. Thì cái thảm thực vật này nó rất là rộng lớn,
khoảng 2 triệu acre. 2 triệu acre là khoảng 800.000 hectare đó, 800.000 hectare. Rất là rộng lớn. Thì cái thảm thực vật này nó bao gồm sông ngòi, xong rồi kênh rạch, xong rồi cây cối, xong rồi đất ruộng, xong rồi nói chung là nó người ta giống như người ta ấn định cái Green Belt này để nhằm mục đích là bảo vệ môi trường nè, bảo vệ mùa màng, bảo vệ giống như bảo vệ thiên nhiên. Nó đóng cái vai trò rất lớn trong cái việc là giữ cho cái không khí của miền Nam tỉnh bang Ontario trong lành là nhờ cái thảm thực vật này các bạn, rất là rộng lớn. Và nó cũng thúc đẩy những cái dịch vụ giống như du lịch, chèo thuyền rồi này kia, băng rừng lội suối rồi này kia, các bạn hiểu ý không? Giống như là thiên nhiên mà. Thì cái việc scandal này nó khởi nguồn từ hồi tháng 11 năm 2022. Tháng 11 năm 2022 thì cái ông bộ trưởng của cái bộ gọi là Municipal Affairs and Housing, tức là cái bộ chuyên lo về những cái vấn đề thành thị cũng giống như là những cái vấn đề gia cư của tỉnh bang Ontario, ông lên trên truyền thông, ông mới nói là ok, 800.000 hectare đó bây giờ ông sẽ chính sách của tỉnh bang sẽ cắt ra khoảng 3.000 hectare để nhằm mục đích phục vụ cho việc xây dựng lên 50.000 căn nhà đó. Mọi chuyện bắt đầu từ cái lúc đó, từ tháng 11 năm ngoái. Thì cái ông bộ trưởng đó, ông tên là Steve Clark, các bạn nhớ cái tên này nha, tại vì cái scandal này liên quan tới một vài người. Tên tiếng Anh thì mình viết ra như vậy, mỗi cái tên mình để cho một cái sticky note này á để các bạn dễ theo dõi cái scandal này. Thì ông mới nói như vậy. Thì cái đó là hồi tháng 11 năm ngoái. Thì có nhiều cái nguồn tin cho rằng sau khi mà chính phủ của tỉnh bang Ontario quyết định mở ra, tức là cắt một cái phần trong cái vành đai xanh này ra để cho cái việc xây nhà đó, thì cái phần mà 3.000 hectare đó mà dùng để chuẩn bị tới xây nhà đó là có những cái người chủ đất người ta đã mua trước đó, mà chỉ mua trước đó rất là cận, có nghĩa là mới vừa mua luôn, không phải là những cái người chủ đất đó là hàng chục hàng trăm năm, mà những người chủ đất gần đây người ta mới giao dịch, người ta mua những cái miếng mẫu đất đó mà đùng một cái tự nhiên chính phủ là mở ra những cái mẫu đất đó dùng để chuyển xây nhà. Thì ông Steve Clark này lên, ông mới nói là chính phủ của tỉnh Ontario không hề giống như là không hề đưa những cái thông tin đó cho những cái người đó để biết, để người ta mua những cái mẫu đất đó để người ta xây nhà. Các bạn hiểu ý chỗ này không? Tức là kiểu giống như là mình nhớ ngày xưa ở Việt Nam á, kiểu giống như là nếu mà mình biết cái khu vực nào mà chuẩn bị mà quy hoạch để xây một cái dự án nào đó đó, thì sẽ có những cái người ta nắm được những thông tin mật, gọi là Việt Nam gọi là TIO hay là cái gì đó, nắm những cái thông tin mật đó từ trong chính phủ đưa ra, thì người ta tới đó người ta mua những cái miếng đất đó với giá rẻ mạt luôn. Người ta mua xong rồi cái đùng một cái chính phủ đưa ra thông tin là ok, nguyên cái vùng đất này sẽ bắt đầu là quy hoạch để xây cái gì đó, xây một cái dự án nào đó, thì cái miếng đất đó, cái giá trị miếng đất nó sẽ lên. Thì sau khi mà ông này ông đưa ra cái thông tin là ok, bây giờ 800.000 hectare, bây giờ cắt 3.000 hectare để xây nhà đó, thì có những người chủ đất của những cái khu mà 3.000 hectare đó, người ta bắt đầu hưởng lợi rất là nhiều luôn. Và có những người chủ đất người ta mới mua những cái vùng đất đó mới gần đây thôi, là người ta hưởng lợi rất là nhiều luôn, hưởng lợi tới hàng tỷ đô luôn đó các bạn, rất là nhiều. 3.000 hectare rất là nhiều mà, hưởng lợi tới khoảng hàng tỷ đô luôn. Ok, thì ông Steve Clark này ông mới lên, ông mới nói là thì tại vì người ta nghi ngờ mà các bạn, người ta nghi ngờ là có thông tin rò rỉ từ trong bộ máy chính phủ của tỉnh bang Ontario leak ra ngoài, thì thành ra mấy người nhà đầu tư đất đai đó, họ mới gom được những cái miếng đất mà ngon như vậy. Thì ông Steve Clark này lên, ông mới nói là ông không hề và bộ máy chính phủ của tỉnh bang Ontario không hề giống như là không hề leak ra cái thông tin này trước đó. Có nghĩa là ý ổng là đây là một cái sự ngẫu nhiên, ý ổng là như vậy, là không hề có một cái thông tin giống như không có tin, thông tin này là thông tin mật không hề bị leak ra. Thì mọi chuyện chưa dừng ở đó các bạn, mọi chuyện chưa dừng ở đó. Thì tới hồi tháng 1 hồi năm nay, tháng 1 năm 2023, thì OPP tức là sở, không phải là sở mà cái này là cơ quan cảnh sát của tỉnh bang Ontario, họ mới nói là họ đang cân nhắc xem có nên điều tra cái vụ này hay không, tại vì có một cái sự mập mờ ở đây. Và đồng thời trong cùng lúc đó thì văn phòng của cái bà tổng kiểm toán tỉnh bang Ontario, bà tổng kiểm toán tỉnh Ontario là bà Bonnie Lissick, ok, bà này, thì bà cũng nói là đồng thời lúc đó bà cũng sẽ bắt đầu thanh tra về cái vụ này, bà là tổng kiểm toán. Thì đó, thì cái đó là hồi đầu năm nay 2023.
Thì tới hồi tháng 8 vừa rồi, tức là hồi tháng 8 năm 2023, cách đây 2 tháng, thì bà Bonnie Lissing này bà mới đưa ra một cái report sau khi mà bà làm một cái cuộc thanh tra về cái vấn đề mập mờ này. Thì cái kết quả bà đưa ra là các bạn biết 3.000 hecta trong cái 800.000 hecta đó thì được chia ra khoảng thành 15 khu vực, 15 vùng đất đi, mình nói đơn giản là 15 vùng đất, thì 14 vùng đất trong đó là được kiến nghị để đưa ra trong cái việc mà cắt ra khỏi cái vành đai xanh để xây nhà đó. Có 14 vùng đất là được kiến nghị bởi lính của ông Steve Clark, lính của ông Steve Clark, tức là Chief of Staff của ông Steve Clark, cái người đó tên là Ryan Amato. Ok, Ryan Amato. Thì cái báo cáo của bà Bonnie này bà đưa ra là Ryan có những cái mối quan hệ mập mờ và mật thiết với một vài nhà đầu tư đất đai, mà những nhà đầu tư đó là sở hữu rất là nhiều đất trong cái 3.000 hecta mà được cắt ra để xây nhà đó các bạn. Thì các bạn có thể thấy là có một cái sự mập mờ gian gian díu díu ở đây ha. Thì sau khi mà bà Bonnie bà ra cái report đó nói lên cái câu chuyện đó như vậy, thì coi như là báo đài Canada, là đặc biệt là Ontario, là nói chung là ghê gớm lắm các bạn, tại vì nó là một cái vụ scandal mà liên quan tới một cái vụ mà hối lộ mà các bạn, cho nên nó cũng đưa tin rất là nhiều. Thì sau khi cái báo cáo của bà đưa ra đó, thì vào cuối tháng 8 thì ông Ryan Amato này, tức là lính của ông Steve Clark ha, đã từ chức. Xong rồi hồi cuối tháng 9 ông Steve Clark ông cũng từ chức luôn. Đó là hai người trong cái nội các của ông thủ hiến Ontario. Thủ hiến Ontario là Doug Ford, ok, đây là người đứng đầu của tỉnh bang Ontario. Thì hai người trong cái nội các của ông Doug Ford đã từ chức rồi ha. Thì ngay sau đó OPP, tức là sở cảnh sát của, không phải sở cảnh sát, cơ quan cảnh sát của Ontario, mới là đưa cái hồ sơ vụ án này đưa qua bên RCMP, tức là cảnh sát hoàng gia của Canada. Đây, RCMP là cảnh sát hoàng gia Canada. Tức là sao? Tức là OPP là cơ quan cảnh sát của Ontario, họ nói rằng cái vụ án này nó liên quan tới những cái vấn đề phải điều tra những cái người trong nội các của tỉnh bang Ontario, cho nên họ sợ có một cái conflict of interest, có một cái sự mâu thuẫn về lợi ích, cho nên họ không dám điều tra, họ đưa qua bên sở cảnh sát, đưa qua cơ quan cảnh sát hoàng gia Canada để cơ quan cảnh sát hoàng gia Canada bắt đầu điều tra. Ok, thì sau cái vụ việc đó thì hồi tháng 9 mới vừa rồi, ngày 20 mấy tháng 9 đó, thì ông Doug Ford ông mới nói là bây giờ thôi, không có cắt cái 3.000 hecta đất đó ra để xây nhà nữa. Bây giờ ông giống như là ông reverse lại cái kế hoạch đó, nghĩa là ông quay ngược lại, ông nói là không không được cắt ra nữa, là không có vấn đề xây nhà nữa ở đây, tức là sáp nhập đó cái 3.000 hecta đất đó vô trong cái 800.000 hecta đất còn lại và không được xây nhà nữa, và bỏ qua những cái việc mà xây nhà đó. Cái hành động của ông Doug Ford đó làm mọi người lại thêm một lần nữa nghi ngờ về cái nội các của ông Doug Ford. Thì hồi 10 tây tháng 10 vừa rồi, cách đây mấy ngày, hôm nay là ngày 13 tây tháng 10, thì RCMP mới ra một cái thông báo chính thức, đó là chúng tôi bắt đầu launch một cái investigation vô trong ông Doug Ford, tức là họ bắt đầu tiến hành một cuộc điều tra ông Doug Ford xe và nội các của ông, xem có một cái sự hối lộ, có một cái sự tham nhũng nào ở đây hay không. Đây là một cái scandal rất là lớn ở tỉnh bang Ontario các bạn. Thì đây là một cái vụ rất là tai tiếng khi mà một người tỉnh trưởng, một người thủ hiến của một tỉnh bang bị RCMP điều tra. Thì cần phải nói thêm rằng là hồi tháng 9 có một ông ở trong nội các của ông Doug Ford này, ông tên là Rashid cái gì đây? Tên mình có ghi ra. Khalid Rashid. Ổng là bộ trưởng của bộ liên quan tới những cái vấn đề về business và những cái vấn đề về cộng đồng. Ổng có một cái chuyến đi Vegas. Cái chuyến đi Vegas đó lại trùng khớp với lại cái chuyến đi Vegas của một vài nhà đầu tư đất đai, mà những nhà đầu tư đất đai đó lại có mua những cái miếng đất trong cái 3.000 hectare đó. Thì người ta mới thấy là ồ, tại sao lại có cái khoảng thời gian đi Vegas chung như vậy, vào những cái khoảng thời gian như vậy. Thì ông này ông cũng từ chức luôn rồi, ông cũng đã từ chức luôn rồi. Thì các bạn có thể thấy là sơ sơ thôi ha, hình như là tới 4 5 người từ chức trong cái nội các của ông Doug Ford lần, nhưng mà ở đây là mình chỉ mới liệt kê ra 3 người thôi đó.
thì các bạn thấy đây là một cái vụ scandal khá là lớn trong hệ thống chính trị của đảng Conservative, là tức là đảng đảng bảo thủ cấp tiến của tỉnh bang Ontario. Hôm nay mình chia sẻ cái vấn đề này ở đây để các bạn thấy rằng là có những khi những cái thông tin giống như là Hamas với lại Israel đánh nhau rồi này kia, những thông tin đó là trên phương tiện đại chúng là rất là nhiều rồi, mọi người cũng có thể theo dõi rồi. Nhưng mà có những cái thông tin mà trong local, trong cộng đồng á, mình cũng nên quan tâm để mình thấy. Đó, cũng có những cái vụ lùm xùm, cũng có những cái vụ mà ăn chia kiểu như vậy. Thì để xem trong tương lai RCMP sẽ đưa ra kết quả điều tra như thế nào, tức là cơ quan cảnh sát hoàng gia Canada đưa ra kết quả điều tra về ông Đất Phố xem như thế nào. Đây là một cái vụ tai tiếng rất là lớn các bạn, đây là một cái vết nhơ trong cái nền chính trị của đảng bảo thủ Ontario. Để xem kết quả như thế nào, và nghe đâu mình nghe nói là cái việc điều tra này sẽ không phải là sớm muộn, một ngày một ngày hai là sẽ có, mà cần rất là nhiều thời gian, cần phải ít nhất là vài tháng tới một năm hoặc là mấy năm mới có thể có kết quả. Nhưng mà ở đây mình cập nhật cho các bạn biết về thông tin trong khu vực Ontario để các bạn nắm được. Ok, cái video tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ về những vấn đề khác. Thank you các bạn.